Kính thưa quý vị, có nhà thơ đã từng nói rằng khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất cũng hóa tâm hồn. Nhưng đối với những con người tân hiệp pháp, dù chưa rời nơi này nhưng họ vẫn luôn yêu thương gắn kết hàng ngày hàng giờ với những dòng chai xoay đều, những tiếng máy rộn ràng, yêu number one, yêu mái nhà tân hiệp pháp. Kính mời quý vị và các bạn thưởng thức một tác phẩm mang tên Về nơi đây, sáng tác Huỳnh Minh Thuận, trình bày Hiền Nguồn cùng nhóm múa nhà máy nước giải nhá.